Mint NFT chưa tới 1 phút, nhận ngay 3.000 đô nóng bỏng tay. Anh em không nghe nhầm đâu. Đây là phần thưởng airdrop trên hệ sinh thái Aptos mà team mình mới nhận được. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với 5 phút crypto. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để cùng tìm hiểu và phân tích các cơ hội đầu tư săn airdrop tiềm năng là bạn Vũ Cường, crypto researcher hệ sinh thái Aptos đến từ TK Ventures. Đừng quên tham gia vào Telegram của 5 Phút Crypto hoặc là Twitter của 5 Phút Crypto để nhận hướng dẫn về những chương trình airdrop và retroactive mới nhất về những hệ sinh thái mới nổi nhé. Thì mọi người đang FOMO và rất muốn tìm hiểu thêm thông tin về Aptos thì sau đây xin mời Cường review tổng quan về hệ sinh thái của Aptos dưới con mắt của một researcher và là một nhà đầu tư, thì chắc chắn là em có nhiều điều thú vị muốn chia sẻ cho khán giả của 5 Phút Crypto đúng không? Thì với cái nhìn của một researcher thì bản thân em cho rằng Aptos sẽ là một dự án đặc biệt. Chúng ta sẽ không biết được cụ thể rằng Aptos sẽ thành công hay không, nhưng mà Aptos đang mang trong mình những cái giá trị khá là mới mẻ và phần nào tạo nên một cái sự thay đổi trong cái thị trường crypto bây giờ. Chúng ta biết Solana thì đó là một trong những dự án mà tạo nên một cái dấu ấn mới với lại là từ mặt công nghệ cho đến một cái giao thức ngôn ngữ mới, và họ sử dụng cái ngôn ngữ lập trình có rất là đặc biệt khác với lại là những hầu hết là tất cả những cái blockchain bây giờ. Thì hiện tại Aptos cũng đang áp dụng mô hình đó, và họ có một điều đặc biệt hơn, đó chính là cái việc mà họ đi sau, họ đang nhận thấy những vấn đề mà Solana đang gặp phải, họ đang giải quyết vấn đề rất là thông minh. Đặc biệt một phần nữa đó chính là với cái nhìn quỹ register của em, thì em cho rằng Aptos đang được rất là nhiều những cái quỹ họ đang hỗ trợ và giúp đỡ để thúc đẩy trở thành một trong những cái blockchain có tầm ảnh hưởng. Aptos đáng để theo dõi và quan tâm trong cái đây. Tuy nhiên là với một cái nhìn của một nhà đầu tư thì em cho rằng là nó sẽ cần phải có những cái phương pháp đầu tư phù hợp hơn, tại vì khác với hệ sinh thái khác, Aptos đang được thúc đẩy khá là mạnh như vậy thì cũng sẽ khiến là trở một con dao hai lưỡi. Nếu mà mọi người nghĩ rằng đây là một cái kèo để mà hold lâu dài thì nó sẽ, em nghĩ sẽ không phù hợp. Chúng ta sẽ cần phải có những cái chiến thuật khác. Với một cái người mà đặc biệt, em nghĩ là một người nào mà có cái sự active với thị trường, nghĩa là có cái sự nhanh nhẹn và nhạy cảm với lại xu hướng thì sẽ có thể tận dụng với cơ hội với Aptos bây giờ. Tại vì bây giờ thì là câu hỏi tiếp theo, có lẽ cũng là chính là cái lý do mà mọi người đang lót dép ngồi hóng câu trả lời từ em, đó chính là em hãy chia sẻ những cơ hội kiếm tiền trên Aptos cũng như là những cách tham gia cụ thể và hiệu quả để dễ làm, dễ trúng thưởng nhất trong những cái retroactive hoặc là những cái airdrop sắp tới của Aptos. Câu trả lời rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có những cái cách kiếm tiền như những dự án đầu mà như những dự án mới khởi chạy khác. Thứ nhất đó chính là cái việc mà chúng ta nhận săn thưởng airdrop hay là săn thưởng retroactive. Thứ hai đó chính là cái việc mà chúng ta tham gia những dự án từ cái dòng rất là sớm, hay gọi là nhận một cái săn whitelist này. Whitelist thì cũng như là những cái vai trò đặc biệt đó để nhận được cái drop từ nhận tiền hay gì đó từ dự án, thì chắc bằng cả hai cách này chúng ta sẽ follow rất là kỹ càng ba cái kênh, đó chính là Twitter, Discord và Telegram thì nghĩ rằng họ dễ dùng hơn với lại cái hệ sinh thái này. Và vì vậy nên là em nghĩ rằng mọi người việc đầu tiên sẽ chuẩn bị Twitter và Discord, và việc thứ hai ấy, chính là follow up. Thường thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian trong cái việc này ấy. Nên là em nghĩ là người nên tập trung vào một số ít thôi. Ok, sau khi mà đã chia sẻ những cái cơ hội đấy rồi thì chắc hẳn mọi người cũng sẽ rất mong Cường chia sẻ về những cái kênh mà chúng ta có thể tìm kiếm những cái cơ hội, những cái kèo đó một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì như mình vừa chia sẻ ấy, vì mọi người sẽ có ít thời gian hơn với thị trường ấy, nên là chúng ta nên theo dõi những cái kênh này, và đặc biệt là có những cái nguồn tài liệu nó đơn giản, nó tổng hợp thành cho hết chúng ta rồi, để mọi người có thể dễ dàng và tìm kiếm cũng như là phân tích những dự án từ trong đó, thì nó sẽ đơn giản rất là nhiều. Một trong những cái nguồn thông tin mà mình đánh giá là khá là hữu ích với lại mọi người ấy, đặc biệt là những người có thời gian để dành ra phân tích, đánh giá tìm cái hidden gem ấy, thì đó chính là một cái spreadsheet nơi tổng hợp khá là nhiều những dự án chất lượng. Anh có thể chia sẻ mình sẽ để lại cái link cho anh Hoàng, anh gửi xuống cho mọi người quay lại xuống xem. Okay. Còn lại là về các kênh media thì mình nghĩ rằng sẽ có thứ nhất mọi người phải follow bắt buộc chính là cái Aptoration và Aptolab, thì đây chính là hai trên Twitter mọi người, thì đây sẽ là hai cái nguồn thông tin quan trọng nhất mọi người sẽ phải luôn luôn cập nhật. Và vì
mới đấy, thông tin official đấy. Tiếp theo đó chính là những cái kênh, những cái bên thứ ba trong media thì nghĩ rằng là có hiện tại đang có rất là nhiều kênh và cái content cũng như là những cái bài post nó hơi bị giàn trải, nên là mới tập trung một cái kênh đặc biệt là mình có thể chờ anh upload daily đây kênh đi cần phải đi kênh nhá. Thì tại vì đó chính là kênh mà mình sẽ in chặt cũng như là mình sẽ gọi cho triển khai để đánh giá những thông tin và giá đều cho mọi người. Cuối cùng là mới có thể sử dụng một số những cái bên đánh giá thứ ba. Ở bên đánh giá thứ ba này sẽ là những cái bên cung cấp thông tin về ranking cũng như là cái chỉ số của những hãng, của những cái project có trong hệ sinh thái của Aptos, và từ đó sẽ xác biết là những cái hệ sinh thái là đang được quan tâm, những hệ sinh thái là đang có những cái chỉ số tốt, thì mọi người có thể, cá nhân mọi người có thể đưa ra những cái quyết định và phân tích thêm dựa trên những con số đó. Có một chút thông tin cho mọi người, đấy là Cường thì là đang là crypto researcher của kênh Aptos Daily thuộc TK Ventures. Mà theo mình đánh giá thì Cường là một người rất là nhạy bén, rất là nhanh nhạy và bắt trend rất tốt. Bằng chứng là Cường vừa mới trúng 3 cái ví trị giá khoảng hơn 100 triệu về airdrop của Aptos ấy. Thì những cái kèo mà Cường up lên Twitter trên kênh Aptos Daily thì mình nghĩ mọi người rất nên follow kênh. Ok, câu hỏi tiếp theo. Vậy thì khi mà đã có một list rất nhiều dự án tiềm năng rồi thì làm thế nào để chọn lọc những cái dự án ngon để mà tập trung mình cày ấy? Vì thực tế là có rất nhiều kèo cả ngon và không ngon, cái việc đấy sẽ tránh cho mình vừa mất thời gian vừa mất công sức mà cái tỷ lệ thắng nó cũng cao hơn, đúng không em? Câu trả lời rất là đơn giản, chính là cái việc mọi người sẽ phải giảm bớt được số lượng và giảm bớt không số lượng nhưng mà sẽ nâng cao chất lượng. Thì bằng cách nào thì chúng ta có thể làm được được điều đó thì mình nghĩ rằng là trong Twitter mình sẽ có khoảng tầm 2-3 bài gì đó mình đã tổng hợp lại những dự án mà mình đánh giá tiềm năng nhất cũng như là có cái phần giá trị nhận lại cao nhất. Nếu mọi người nhận nhận được những cái gọi whitelist hay gì đó của những dự án này thì mình cũng sẽ gửi lại dưới đây để cho mọi người có thể tiết kiệm thời gian cho việc đánh giá cũng như tìm kiếm. Tuy nhiên hiện tại anh thấy Aptos đang được promo rất nhiều nhưng mà phát những cái tin đồn xấu về nó cũng không ít. Nhiều anh em còn dự đoán là sắp tới nó sẽ còn bị xả khá là sâu nữa. Thì Cường nghĩ sao về cái vấn đề này? Và em nghĩ là mọi người có nên, trong cái thời điểm này có nên nhảy vào để bắt đáy Aptos? Thực ra để mà đánh giá rằng là đây là phải đáy chưa hay là đâu sẽ là đáy thì đây là một câu hỏi khá khó. Mình cũng nghĩ rằng mình sẽ không đưa ra một câu trả lời chính xác được vấn đề được. Tuy nhiên thì với những cái dữ liệu thống kê cũng như là những cái con số mà mình những thông tin mà mình nhận được từ hệ Aptos thì các bạn sẽ có hai cái lựa chọn trong khi mà đầu tư Aptos như bây giờ. Thứ nhất chính là nếu mọi người là một người mà có ít thời gian thị trường mà mua những đồng coin bởi vì nó đem lại những cái giá trị nó gọi là lâu dài và mọi người kỳ vọng rằng về lâu về dài đi những con đường rộng ấy, đường long thơm ấy thì mọi người sẽ nhận lại cái phần giá trị. Mọi người không có nhiều thời gian để trade cũng như là không nhiều thời gian để cầm thị trường thì nghĩ rằng mọi người sẽ phải đợi thêm một chút nữa. Tại vì giai đoạn này là giai đoạn khá là nhạy cảm của Aptos và chúng ta chưa có định hình được là cái xu hướng cụ thể khi mà tăng giảm như thế nào. Mọi người sẽ đợi rất là lâu thì mọi người lúc đó chúng ta sẽ có những cái mức giá nó tốt hơn rất là nhiều. Đồng thời là chính là khi mà đợi lâu như vậy ấy, thì chúng ta sẽ nhìn con đường dài và Aptos có thực sự đi tốt hay không. Có nghĩa là có những cái vấn đề mà phải để thời gian trả lời. Có nghĩa là thời điểm tại chưa phải thời điểm mà tất cả những dự án đều đóng whitelist hay là đều đóng những phần thưởng cho những cái người tham gia, thì mọi người phải nhanh tay và bắt đầu tham gia những cái dự án đó. Tham gia với chuỗi kết, tham gia airdrop, tương tác với thật nhiều trong cái mạng lưới của dự án để mọi người sẽ nhận lại cái phần lợi ích tương đương, và cái phần lợi ích tương đương đó sẽ là một cái nền tảng rất là tốt để mọi người có thể bước vào Aptos và hưởng con sóng ngắn hạn. Mình nói cụ thể là ngắn hạn tại vì chúng ta sẽ không biết được dài hạn thì dự án sẽ như thế nào, nhưng mà với sự FOMO cũng như sự quan tâm hiện tại của cộng đồng cũng như rất là nhiều nhà đầu tư bây giờ thì mình nghĩ rằng Aptos ngắn hạn sẽ là một cái cơ hội với tham gia, nhưng mà sẽ chỉ là chắc chắn với những người mà skin về game nhá, chứ không phải những người mua Aptos. Vậy ngoài Aptos hiện tại đang rất là quan tâm vào FOMO ra thì em có research và có biết được những cái kèo nào mà có cái tiềm năng tương tự, em có thể chia sẻ cho mọi người được không? Thì thực ra khi mà cái sự kiện Aptos này mà đóng lại ấy, mọi người bắt đầu nhắc đến cái tên Xui nhiều hơn, và ai cũng kỳ vọng là Xui sẽ là một cái ứng cử viên tiếp theo đeo lại cái phần airdrop tương tự. Nhưng mà mình phải khẳng định rằng là thực ra là không chỉ có Aptos mà có rất là nhiều những cái dự án đang phát triển hiện tại, và Xui chỉ một trong số đó. Chúng ta có Stacknet này, có Layer 2 của Ethereum, hay là có Say này, thì CNSTO, thì rất nhiều những dự án khác.
Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phát triển và mình nghĩ rằng sẽ có những airdrop cho người dùng. Tuy nhiên ấy, thì mọi người sẽ phải định hình cụ thể cái tư duy. Hai việc, việc đầu tiên đấy, việc đầu tiên đó chính là xui sẽ không thể nào mà đem thì chắc chắn sẽ đem lại những phần giá trị tương đương với Apple bây giờ. Nhưng mọi người đừng kỳ vọng quá cao với việc là chúng ta sẽ nhận được một vài nghìn đô với một cái lượng airdrop tiếp theo của xui. Còn mình nghĩ là xui sẽ có thôi. Xui là một trong những dự án khá là chất lượng cũng như đem lại rất là nhiều cũng kêu gọi rất là nhiều những cái vốn ấy, và họ đang phát triển rất là tốt với số tiền mà họ đang có hiện tại, nên mình nghĩ là sẽ có, nhưng mà mọi người sẽ phải đặt kỳ vọng mọi người thấp hơn về cái việc mà sẽ nhận được cụ thể là với bao nhiêu tiền hay bao nhiêu phần giá trị với lại xui. Và thứ hai ấy, là mình nghĩ rằng với cái sự FOMO với vấn đề về airdrop hiện tại của Aptos thì cái sự FOMO rất là nhiều sẽ được chuyển sang với xui. Mọi người sẽ chạy rất là nhiều những cái bot này, mọi người sẽ spam account hay là làm rất là nhiều thứ để có thể nhận được cái airdrop từ xui. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng việc mà mọi người làm như vậy ấy, thì sẽ có phần lợi cũng như là có phần hại. Nhưng mà mình khuyên rằng mọi người nên tập trung vào một vài cái app có chất lượng, tại vì có rất là nhiều người trước đây làm app tốt, họ làm họ min rất là nhiều app ICO đấy, nhưng họ không liên kết cái tài khoản email. Thì đó là họ bị mất cái cơ hội để nhận được cái phần thưởng này. Thì đó chính là lý do sao mình nghĩ là mọi người nên tập trung khai thác tối đa vào một vài cái ví nó chất lượng, thay vì cái việc mình chạy quá nhiều quên này bên kia thì cuối cùng chạy đến đâu đó. Ok, vậy thì với những cái thông tin rất là bổ ích vừa rồi thì em có dự phóng gì về cái tương lai của Aptos? Nhưng mà với cá nhân của mình ấy, thì mình nghĩ rằng Aptos trong ngắn hạn sẽ là một cái gì đó thúc đẩy cái thị trường này. Aptos đang thu hút được khá nhiều sự quan tâm, cũng như là cái lượng người dùng đủ ở đây đang khá là nhiều. Và bằng cách nào đó thì Aptos đang trở thành một cái điểm sáng trong cái nửa cuối của 2022 đang khá là căng thẳng này. Nếu mà Aptos thành công trong cái việc mà phát triển dự án của họ và đem lại đúng những gì họ mô tả ấy, mình nghĩ rằng Aptos sẽ trở thành một trong những dự án mà đem lại cái phần ROI, phần return của mọi người rất là tốt. Và một phần nữa là cái lượng tiền mà venture và capital đầu tư vào dự án này khá nhiều, và mình nghĩ là họ sẽ phải có cái kế hoạch nào đó để họ có thể thu lại phần lợi về bản thân. Aptos á, thì Aptos cái tokenomics nó khá là chắc vá, và cái lượng token nó những cái thông tin nó không cụ thể, nên mình chưa đánh giá là về lâu về dài sẽ như thế nào. Nhưng mà mọi người vẫn nên đánh giá một cách khách quan nhé, mọi người vẫn nên tìm hiểu thêm những thông tin nào mà nó đến từ hai phía, nghĩa là mọi người đón nhận những tin phát nhưng mà không tin tưởng hoàn toàn, và cũng đón nhận những cái tin tốt cũng như được, và mọi người chắc lòng là đâu sẽ phù hợp. Mình sẽ phải tự đánh giá về cái tin đấy nó sẽ ảnh hưởng như nào đến mình, và mình sẽ không nên nghe bất cứ một ai, đúng không? Thì nhưng mà nếu mà cái việc tokenomics nó ra trước chỉ một ngày như thế thì em có thấy đấy là một cái red flag không? Nó cố làm nhanh để nó kịp tiến độ của mọi thứ ấy, thì đó. Thì em đánh giá sao về cái việc là nó ra chậm như vậy? Thực ra cái việc mà nó ra chậm như vậy thì em không đánh giá một cái bất giác, nhưng mà sẽ đánh giá là cái việc mà mọi người cần phải lưu ý trong cái việc mà đầu tư lâu dài. Nghĩa là trong ngắn hạn thì mình nghĩ là cái tâm quyền nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà về dài hạn ấy, thì nó sẽ có cái tác động khá là lớn, đặc biệt là những cái token là ở trong đó chúng ta chia làm 4 loại, thì có rất là nhiều những cái token mà mình còn không biết cụ thể là nó sẽ bao gồm những phần gì. Không biết là khi nào thì họ được initial vesting bao nhiêu phần trăm cho phần nào đó, thì cái đấy thì mình nghĩ rằng các bạn ơi, chúng ta phải cân nhắc thêm. Nhưng mà mình cũng đánh giá là đúng như anh Hoàng nói là đang có một cái sự thúc đẩy khá mạnh để cho cái việc mà ra mắt của Aptos. Mình không biết là có nguyên nhân gì sau không, tại vì thì không có nhiều thông tin về cái việc này. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một cái vấn đề mà mình cần quan tâm nếu như đầu tư lâu dài, còn nếu đầu tư ngắn và có khả năng gọi là nhạy cảm mà rước thì thoại như thế nào đó, thì mọi người có thể tham gia vào skin the game để kiếm những phần lợi về bình luận. Thực ra là cái mà mình vẫn luôn tin tưởng, không phải là tin tưởng vào dự án, mà tin tưởng vào dòng tiền. Khi mọi người kiếm được tiền thì đó là dự án tốt, mà nếu người không kiếm được tiền thì nó tệ đấy. Đúng rồi. Ok. Okay.
Ok, cảm ơn Cường vì những thông tin và phân tích cực kỳ hữu ích và rất nhiều insight. Mong sẽ được gặp lại em ở trên kênh YouTube của 5 Phút Crypto. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả khán giả của 5 Phút Crypto đã có gọi xem chưa nhiều đến tận bây giờ. Mình nghĩ là những người mà thực sự nghiêm túc với việc đầu tư, và mình hy vọng rằng thời gian tới khi mà đã hiểu trải nghiệm xong với Aptos, hay là có những cái insight nào thú vị với Aptos, mình có thể chia sẻ lại cho mọi người, cũng như là chia sẻ nhiều hơn tư duy đầu tư. Tại vì Aptos với mình là một kèo chứ không phải là một cơ hội đổi đời. Sẽ còn nếu mọi người nếu mà lỡ Aptos mọi người còn nhiều cơ hội khác nếu như mọi người tư duy đúng đắn hơn của tư này. Ok.